vị ma ha như thường lệ. Trước khi thực tập, chúng tôi Phật cổ vào thêm Phật mới. Nói về Phật cổ thì chúng ta nhớ lại là chúng ta đang học tập theo phương pháp hơi thở vô, hơi thở ra về cách quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì là vô thường? Ngũ quẩn là vô thường, nên niệm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Mà quẩn tức là ngũ quẩn thì cái năm là sắc thọ tưởng hành thức. Nên niệm tiếp là như là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi sắc vô thường đó ý nghĩa thế nào? Tức là vô thường thì sanh và diệt. Và nói đến từ sanh thì phải hiểu theo lý duyên sanh, khi nói đến diệt là hiểu theo lý duyên diệt. Ở đây chúng ta đừng lầm lẫn danh từ diệt như là diệt diệt đế diệt bàn, mà đó là khi nào chúng ta quán đến cái quán thực diệt đó thì mới vô vô tha vipassana. Thì bây giờ mới là quán cảnh niết bàn. Còn cái chúng ta đang học đây là quán cảnh ngũ quẩn vô thường. Còn tiên sanh và diệt ở đây phải hiểu theo tiếng diệt như là chết mất hay là đoạn diệt, chứ không phải như cái nghiệp diệt của diệt đế. Và ở cái lý duyên sanh thì nên hiểu như câu chư pháp cùng duyên sanh, rồi nó diệt nên hiểu theo nghĩa như chư pháp cùng duyên pháp diệt cùng duyên diệt. Vậy là đây là diệt sanh diệt. Vì khi ta ý quan sát về vô thường thì tâm trú vào trạng thái biến hoại, tức là sự sanh diệt. Còn khi ta ý quán về sự khổ thì tâm an trú trên sự sợ hãi hay là pháo quá là sợ hãi. Còn khi ta ý để quán về vô ngã thì tâm trú trên sự trống trống xưa như ta là trống 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 rộng như vậy. Như thế là khi quán về ngũ quẩn là vô thường, là tâm trú trên cái sự sanh diệt. Đó chính vì có sự sanh diệt nên mới gọi là vô thường. Và sanh có năm tướng như mỗi ngày chúng ta nghe ôn đi ôn lại, như là vô minh sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, tư lực sanh thì sắc sanh, Phật thực sanh thì sắc sanh, thì tướng sắc sanh là sắc sanh. Còn khi quán về tướng diệt thì cũng về vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư lực diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến diệt là sắc diệt. Đó là năm tướng diệt theo lý duyên diệt. Rồi quán cả sanh và diệt thì là quán là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt, tướng sắc sanh là lạc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Như vậy là năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt, tổng chung lại là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn. Họ quẩn, tướng quẩn, hành quẩn cũng như vậy, chỉ khác hai vì sao. Hai vì sao là đối với họ tưởng hành thì đều xúc sở sanh, là họ sanh, xúc sở sanh là tưởng sanh, xúc sở sanh là hành sanh, xúc sở diệt là họ diệt, xúc sở diệt là tưởng diệt,
xúc khởi diệt là hạt diệt. À, còn cái chi sau cuối cùng là do tướng sanh, như là tướng thọ sanh là thọ sanh, thọ biến dịch là thọ diệt. Thì tưởng cũng vậy, tưởng tướng tưởng sanh là tướng sanh, tưởng biến dịch là tướng diệt. Hành cũng vậy, tướng hành sanh là hành sanh, hành biến dịch là hành diệt. Còn ba chi trên thì tham ái vô minh nghiệp thì giống nhau. Còn ba cái thức cũng vậy, ba cái chi trên tức là vô minh, tham ái, nghiệp giống nhau. Nhưng cái chi thứ tư là cái trạng thái là danh sắc, danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt. Và tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Như vậy là năm quẩn có đến trong đọc tướng sanh diệt. Như đã nói, đó là phần này chúng ta cần phải thôn lại mỗi ngày phải niệm như vậy. Theo gọi hơi thở, quý vị cứ niệm thì thầm, ví dụ như vô minh sanh thức vô thì là sắc sanh thở ra, tham ái sanh thở vô thì sắc sanh thở ra. Cái điểm như vậy mà 100 năm hành tướng như thế, nếu chúng ta ban đầu mới tập thì mỗi một đề một như vậy là như 3 lần thì nó sẽ 300 hơi thở. Còn nếu như mình quen thì xuyên suốt mỗi đề tài một hơi thở gì nữa thì cũng 100 năm hơi thở mới đi hết cái là các phần là sanh diệt, sanh diệt diệt của năm quân. Đây là tập như vậy, đừng coi thường. Giống như người Phật tà chỉ thấy đỡ cho tà đưa lên đưa xuống, tuy là đơn giản như vậy, không có gì đặc biệt, nhưng mà chính nhờ tập thường xuyên như vậy mà bắp thịt cân cốt được nảy nở. Như thế nào thì cái niệm mà thì thầm như vậy, ban đầu thì nó còn lờ mờ, sau hiện lộ rõ ràng. Ban đầu còn bị ta phóng tâm, sau phóng tâm và có thể đi luôn không phóng tâm. Như hình đó là tức như là cận hành vậy đó. Và chính cái điểm mà trong kinh ấy thì là do không nhập định mà sẽ cận hành cũng có thể phát triển thiền quả được, là ở đây rất là rõ ràng, kích khác. Bởi vì trong lúc chúng ta dẫn tâm đọc thì thầm từng đề tài như vậy, đó là chúng ta luyện cho cái định nó càng lúc càng chặt chẽ, càng mạnh, cho có định lực mạnh thêm. Và mỗi đề tài như vậy như khơi dậy trí tuệ để quan sát. Sau này nếu quý vị muốn mà có tuệ nó phát sinh thì quý vị tập giống như là quý vị là vị thiền sư hay là pháp sư giảng sư, nhất là thiền sư. Quý vị tự nghĩ, nếu người ta hỏi mình cái câu này mình sẽ giải thích như sao. Chính như vậy quý vị mới tâm ra lo nghĩ phải tìm y pháp rõ ràng, cũng như bây giờ tôi phải làm phần sự đó đối với các vị. Như vậy mỗi đề tài phải nghiền ngẫm, phải tra cứu, phải suy tư tìm cho rõ ràng để đặng khi trả lời. Thì đây là bắt buộc quý vị phát triển về cái tịch pháp giác tri, tức là mỗi chi pháp nào chưa hiểu phải tìm cho hiểu, có vị thầy hướng dẫn thì sẽ hỏi, không thì giở sách ra đọc tìm cho rõ ràng. Rồi mình cứ phòng thủ, nếu có người hỏi câu này mình phải trả lời như thế nào, nếu không biết được cho trả lời được. Thành ra đó, đây là cái cơ hội để cho quý vị phải phát triển thiền quán. Cổ nhân có nói thiền chỉ là để ngăn tâm vọng, thiền quán để khơi tâm chìm. Thiền chỉ như cái vọng hốt móc lúa, thiền quán như lưỡi thiền cắt đứt vậy đó. Thành là chính vì cái thiền chỉ là để tập trung tư tưởng, thì cách niệm thì tập đây cách tập trung tư tưởng. Rồi mỗi đề tài như vậy gợi lên cái trí suy tư quán sát của mình thì thấy rõ cái ý nghĩa này. Rồi nhờ hiểu
biết mới thấy được. Khi mình quán lại nội thân hay ngoại thân thì thấy rõ các pháp nó sinh việc đúng theo ý nghĩa như vậy. Đó là giải thích trở lại phần cũ như vậy. Còn nói về cái phần mới, tức là đang quán về vô thường, ở vô quán về vô thường ở ra, thì phải giảng về những hành tướng vô thường. Nói về hành tướng vô thường thì có tầm 10 hành tướng. Những hành tướng trước đã giải thích, chiều hôm nay tôi sẽ giải thích thêm phần mới cho quý vị về hành tướng vô thường. Được hiểu trong ý nghĩa là phi hữu, quy pha qua tô là phi hữu. Hành tướng quy pha qua tô là phi hữu như thế nào? Phi là chẳng phải, hữu là có. Bởi vì chữ Pali quý là chẳng phải, như là chữ phi. Chữ pha quá là hữu, nó chẳng phải có. Tại sao chẳng phải có hay là phi hữu? Cái gì chưa có sao không thì nó phải có. Vì là chỉ có trong hiện tại, trước không có, sao không có, nên gọi là phi hữu. Như quý vị nhìn những cái chỗ mà ta đốt pháo tăng thiên bông không? Trước khi đốt thì không có những ánh sáng của ngọn của cái pháo đó. Sau khi nó nổ ra rồi, nó tắt rồi, nó không còn nữa. Thì như vậy nó không phải là có, như là phi hữu. Nếu như mình nhìn thấy một cái cây hay một cái ngôi nhà, một tảng đá, dầu sáng, trưa, chiều, bất cứ lúc nào ra nhìn thấy, nó vẫn còn có mặt. Nhưng mà khi cái pháo bông mà bắn lên, thì trước đó nó không có, sau nó không còn. Nó chỉ có nhất thời, trong khi được bắn lên, tung nổ sáng rực trên bầu trời, nhất thời như vậy thôi. Chỉ nghĩa này gọi là quý pha pha tô là phi hữu. Như đã nói, trước không có, sao không còn, nên gọi là phi hữu. Thì khi mà quý vị thì nghe hiểu được danh từ quý pha pha tô, dịch là phi hữu, biết cái gì là chỉ có nhất thời, không trường tồn, thì gọi là phi hữu. Thì bây giờ nó quán thấy như thế nào cho thấy rõ ý nghĩa này, thì cũng tương tự như những bài học trước, cũng phải giải thích theo những lộ trình tâm văn văn. Nhưng mà mỗi khía cạnh, ví dụ như hôm qua nói về Marana Tô là tử do Marana Amato, và có sự chết là lẽ thường hay tử vong là lẽ thường, thì cũng chỉ đến sắc na diệt của mỗi sắc na tăng. Còn hôm nay thì quý pha pha tô hay là phi hữu, thì hình thức cũng tương tự nhưng hiểu một ý nghĩa khác để cho quán thấy là được cái trạng thái vô thường. Như là chúng ta đã nghe qua những cái bài giảng trước là như nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, cơ thể ý thức. Mỗi lần chỉ có một thức sanh lên thì không thể hai thứ tâm thức cùng thành một lúc. Nên nếu có thức này thì không có thức kia, có thức kia không có thức nào. Như hiện hữu của nhãn thức thì không có hiện hữu của nhĩ thức. Nhưng mà vì nó sanh diệt quá nhanh, khiến như chúng ta tưởng chừng như chúng trong hai thứ trọng thanh. Cái thật sự mỗi thức nó chỉ đơn độc một lần thanh, có một thức là thôi. Và khi thấy rằng nhãn thức khi nãy nó sanh lên rồi nó diệt, kế đến là nhĩ thức sanh lên rồi nó diệt, tỷ thức sanh lên rồi nó diệt, thì trước đó nó không có, sao nó không còn. Nếu quý vị khó nhận ra nữa thì quý vị quán bằng cách như ban đêm nằm ngủ hay nhắm mắt lại, thì bây giờ lúc bây giờ không có nhãn thức để thấy. Khi quý vị nằm ngủ không có nghe được âm thanh, là không có nhĩ thức sanh lên trong đó, kể cả hơi mùi cũng không biết được, là không có thị thức tâm. Rồi không ăn uống gì, không có thiệt thức. Thì khi ngủ mê không có xúc chạm thì không có tâm thức. Khi ngủ mà không có chiêm bao thì cũng không có ý thức. Nhưng mà khi vừa thức dậy thì rồi mở mắt ra, bắt đầu nhãn thức và sanh khởi, lắng nghe có nhĩ thức vân vân. Thì quý vị quán một hình thức thô hiển như vậy cũng để nhận ra thấy rằng những thức này vốn không có sẵn,
nó do căn liên quan cảnh mà nó sanh khởi và sanh lên rồi diệt, nên gọi là quý pha tô tỳ hữu. Còn nếu nói trong lộ trình tâm thì càng chặt chẽ hơn nữa, nhưng có tính cách triết lý hơn là cái thực tế như vậy, nhưng mà khó mà nhận được. Nhưng mà cũng giải thích sơ qua cho biết. Ví dụ như một cái cảnh sắc hiện vào mắt, thì khi một lộ trình tâm diễn tiến 17 sát na, thì dòng pháp quan cá trôi chảy liên tục. Thì trước nhất thì gọi là Atita pháp quan cá, là quá khứ hữu thật, tức là cái tâm hữu thật này nó là thứ tâm thật sinh, nó còn bắt hình cũ của đời trước. Kế đến là gọi là pháp quan cá là na, là một kiếp giao động hay rúng động. Tiếp theo đó là na pháp quan quan cú bạch đề ta, là một kiếp là chức dòng, tức là cái dòng một kiếp bên đó nó sẽ ngưng lại. Phải lấy sát na tâm này là nó diệt luôn, sẽ có tâm mới là diệt. Thì sau đó là một cái tâm phanh ra ra hoặc trong mắt hay là cái ngũ bộ hướng tâm, thì phải lên một sát na, thì kế đó nó diệt đi, thì cái tâm nhãn thức sắc khu vực nhà na mới sinh ra được. Rồi tâm nhãn thức sinh lên rồi nó diệt đi, kể ra tâm tiếp thâu quan sát xác định tâm động tác vân vân tiếp nối liên tục cho tới cuối cùng nó trở về chìm trở lại trong một kiếp thâu quan sát. Thì khi tâm này nó sinh lên rồi nó diệt rồi để tâm khác sinh lên. Như vậy những tâm này nó dung là cái khía cạnh của nó là phi hữu, bởi trước cũng có, sau đó không còn, nó chỉ nhất thời sanh rồi diệt rồi sanh để cho những cái tâm khác sanh, thì đó là hình thức là phi hữu, là như vậy. Hành giả sử dụng trí quán để thấy rõ, nếu cái nào quý vị không nhận được thì tạm bỏ qua, đừng tham quan sát những cái cao siêu đường thích, những cái mà mày nhặt nhiệm khó nhận, mãi nhận cái nào rõ ràng. Như hồi nãy cho thí dụ là như ngủ thì lúc đó sáu thức không có hoàn toàn ở tâm hồn kiếp, nó thuộc ý thức hay là tiềm thức, mà nhà những cái lộ ý thức ở hay là nhà ai có lên lộ trình tâm thân vân là không có. Như vậy rồi để từ hình thức đó chúng ta nhận ra từ từ, rồi quan sát thấy cái nào nhận được thì cứ nhận, cái nào chưa nhận được thì tạm thời bỏ qua. Lần lượt rồi trí tuệ bé nhạy sắc sảo, chúng ta sẽ phát hiện nhận ra từ thô đến thế, từ thấp lên cao, nhận thấy rõ được cái ngũ quấn này nó có hành tướng vô thường, bởi những cái trạng thái từng được biết cách như đã không có thể giải thích. Thì khi thấy được sự sanh diệt của danh sắc, nó có sự tiêu hoại dao động, hay là nó có chữ là biến dịch, hay là thấy nó như là tử vong, hay là thấy nó như là phi hữu, thì cũng gọi là thấy được cái tướng hoại diệt của vô thường, tức là đang thiết lập trên đối tượng vô thường của ngũ quẩn. Thì khi nhận thức được thấy như vậy thì gọi là hành giả đang chứng được cái tùy thân nhẫn anulokan thanh tinh, tức là cái trí thượng lưu hay là thần thứ nó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như đã trình bày. Và đối với hành giả nào mà chứng được đắc được cái tùy thân nhẫn thì sự việc này có thể chờ đợi, gì có thể xảy ra là khi dễ quán thấy niết bàn và pháp đối lập lại với ngũ quẩn, nên niết bàn không phải là pháp phi hữu như ngũ quẩn. Ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó sinh lên rồi nó diệt mất, trước không có sau đó nó không còn, nên gọi là phi hữu. Nhưng niết bàn là thường hằng, không phải do sanh lên có và cũng không phải diệt trong mắt, nên niết bàn
A quý pháp hoa tô Niết Bàn thì chẳng phải là phi hữu, Niết Bàn luôn là thường tại. Thì chính sự thấy này đưa đến chánh thánh vô định Sammatthakiyama, tức là tâm đạo. Đã đắc đạo rồi thì đã đắc quả, đó là cái định lý đương nhiên. Thì khi mà quán sát được như vậy gọi là đắc đạo. Giờ từ tu đạo quần ta là hán thì theo thứ lớn và vô ngại giải đạo, giải thích tóm tắt đoạn này là ý là như vậy, như là gặp yếu cái sự việc xảy ra. Nhưng sự việc ấy có thể được giải thích rõ ràng thêm là sau khi hành giả đắc chứng được cái tùy thuận thân nhẫn rồi, nếu duyên lành đầy đủ thì mắt sân khởi do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng phi hữu của ngũ uẩn và vô thường. Thì trí sân khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng phi hữu của ngũ uẩn là vô thường. Tuệ sân khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng quy hữu của ngũ uẩn, nó là vô thường. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là cái thông đạt hay là thấu đạt cả ngũ uẩn, nó có hành tướng quy hữu. Niết bàn là không có hành tướng quy hữu như ngũ uẩn. Rồi cái quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phát sanh lên soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp hữu vi, của các pháp chân đế hữu vi và pháp chân đế vô vi. Đó là thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Hữu vi thì có tướng, vô vi thì vô tướng. Mà có tướng thì có sanh thủ, mà không tướng thì không có sanh thủ. Mà có sanh thú thì có sanh y, mà không sanh thú thì không sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, mà không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, mà không sanh hữu thì không sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không già chết. Mà có già chết thì có sầu vi khổ u não, không có già chết thì không có sầu vi khổ u não. Đối với người mà còn sầu vi khổ có già chết thì có sầu vi khổ u não, thì như vậy đó là sự sanh khởi toàn bộ khổ quẩn được là sanh khởi lên là gì, liên kết như vậy. Còn đối với cái vị mà không có già chết thì không có sầu vi khổ u não, thì như vậy là cái sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, tức là do quán thấy cái bàn là pháp đoàn diệt tất cả pháp hữu vi, tịnh chỉ tất cả hữu vi, chấm dứt tất cả sinh ly đoàn diệt, tịnh diệt ly tham vô nhiễm niết bàn là như vậy. Và sự sanh khởi này do ai? Khổ quẩn này được sanh khởi như vậy do thượng đế phạm thiên hay ai tạo? Không phải ai tạo cả, chỉ vì do tham ái chấp thủ. Ai có chấp thủ năm quẩn thì có dao động, mà có dao động thì không có kinh an, mà không có kinh an thì sẽ có hy cầu, hãy có hy cầu thì sẽ có khứ lai, mà hãy có khứ lai thì có tử sanh, hãy có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Đó là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy chí nạn cho đến nay luôn luôn là như vậy. Còn rõ diệt
vượt toàn bộ khu vực, không phải do phép lạ, không phải do cầu nguyện thần linh thượng đế nào mà làm cho người đó được là chấm dứt sanh tử luân hồi hay chính dứt toàn bộ khu vực, không phải, mà do sự tu tập xả ly. Nếu đối với ai không có chấp thủ năm quấn thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì được khinh an, mà có khinh an thì sẽ không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có cứu lai, mà không có cứu lai thì không có tử đời sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn do sự tu tập. Thì nếu là ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thủ diệt toàn quan, là tự mình phải tinh tấn tu tập như Đức Phật. Trước khi Niết Bàn, Ngài cũng nhắc nhở các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường biến hoại, hãy chuyên tờ tinh tấn được giác ngộ giải thoát, chớ có dễ vui, chớ có vui luôn. Đây là một lòng từ bi của một bậc đạo sư, vì lòng thương tưởng chúng đệ tử cần phải làm, Ngài đã làm. Như là đây gốc cây, đây là ngôi nhà trống, đây là khu rừng, hãy thành thiền, chớ có thể hối tiếc về sau. Và những phương nào, pháp nào chấm dứt khổ đau, Ngài đã chỉ rõ ràng. Chúng ta ngày nay may mắn được gặp, được học và cố gắng thực hành, thì đạo lộ ấy có thể sẽ sanh khởi đối với chúng ta. Và đây là sự hướng dẫn trình bày giải thích của tôi chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thành tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về ôn phần cũ thì xin nhắc lại, bởi vì chánh kinh như Đức Phật Ngài đã dạy, ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi trọng, tức là tìm được một trú xứ an tịnh. Sau khi tìm được một trú xứ yên tịnh như vậy, vị ấy ngồi xuống cái tư thế thiết giả lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống cái tư thế thiết giả lưng thẳng, vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Đó là cái đặc niệm nghe cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xúc chạm được, hành giả ghi nhận được rõ ràng. Cái chỗ gió xúc chạm, gió là cảnh xúc, Phật-tha-ra-ma-na. Còn cái dùng da, đó là cái thân căn hay là thân quyền, ca di đà thì da. Rồi khi gió xúc chạm vào nơi đó thì cái thân thức sanh ra lên, gọi là cái ca di đà nhà nè. Khi khởi lên như vậy là một tri giác được ghi nhận rõ ràng. Thì gió hơi thở vô, hơi thở ra, anh gọi là nhập thức sức tức niệm anna bana tập tay, như thế nào thì biết rõ như thế đó. Như thở vô dài biết rõ là hơi thở vô dài, thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài, hoặc hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Kinh nghiệm hay là cảm nghiệm các thân sắp ba ca và sanh ca
các thân đây chỉ cho như là thân hành, thân căn, thân thức, thân xúc, thân thọ chẳng hạn. Thì hơi thở vô ra gọi là thân hành, mỗi hơi thở vô ra có ba chặng đầu giữa cuối đều được ghi nhận biết rõ và tập. Như vậy là cho hơi thở càng lúc càng kiên định hơn, hơi thở vô dài càng vi tế hơn, hơi thở ra dài cả chặng đầu chặng dưới chặng cuối đều được tập. Do cái chân tắc hay là cái dục là khởi lực của ước muốn làm cho hơi thở vì thế hơn, rồi bỏ cái thô tập cái tế dần 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 dần, vì ấy gọi là cả an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. An tịnh thân hành ở đây nghĩa là hơi thở càng ngày càng vi tế, kể cả cái sắc thân ngồi yên tĩnh không nhân qua nhân lại, không ngã tới ngã lui, giống như gọi là ngồi chơ chơ bất động, chỉ tập trung tư tưởng theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, không cần làm gì cả, chỉ ghi nhận được hơi thở vô ra như thế nào, biết rõ như thế đó. Biết rõ này từ tiểu Pali là Bacca là thế, tức là cái trí tuệ cộng với chính định sate, nói chung là sate sambacchana, là cái chánh niệm tỉnh giác ghi nhận rõ rệt gió vô ra rõ ràng, và làm cho toàn thân yên tĩnh không nghiêng ngã, hơi thở càng ngày càng yên tĩnh vắng lặng, thở chậm chậm nhẹ nhẹ đều đều đó. Rồi khi rồi đây là bốn đề tài thuộc niệm thân. Kế tiếp khi mà có được cái trạng thái hiện đạt lên hay là tập niệm giai đoạn parikrama bhavana và chuẩn bị tu tập, thì cũng có thể niệm thì thầm để hướng dẫn tâm, như là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, thì cảm nghiệm là thở vô, cảm nghiệm là thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra. Đây là bốn đề tài thuộc về niệm thọ. Kế tiếp bốn đề tài nữa thuộc về niệm tâm là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tỉnh định tâm thở vô, tỉnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài thuộc về niệm tâm. Và sau cùng bốn đề tài thuộc về niệm pháp, như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán thức tỉnh thở vô, quán thức tỉnh thở ra, quán ca ly thở vô, quán ca ly thở ra. Đó là bốn đề tài niệm pháp, cộng chung thân bốn, thọ bốn, tâm bốn, pháp bốn, là 16 cái đề tài niệm hơi thở. Rồi 16 cái đề tài theo hơi thở vô, 16 cái đề tài này hơi thở ra, thành 32 cái chú xứ đặc niệm, tức là niệm chú theo cái hơi thở vô ra dài ngắn như vậy. Đó là phương pháp căn bản mà trong chính kinh Đức Phật dạy, thỉnh thoảng cũng nhắc lại để đừng quên phần bài học căn bản trong cái phương pháp nhập tức 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 niệm và anapanasati. Kế theo trở lại cái phần này là như trong phần này chúng ta học tập về bốn cái đề tài niệm pháp, nhưng mà cái đề tài đầu tiên quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Cái gì vô thường? Chỉ có bành thành thô là ngũ quẩn mới có vô thường, chứ còn nếp ba nếp ba là tệ hay là cái bành nhất tế thì không có vô thường. Bành nhất tế là chế trệt, còn nếp ba là nếp ba thì không có cái vô thường, chỉ có ngũ quẩn mới có vô thường. Như vậy thì quán vô thường tức là quán về ngũ quẩn,
thì liên tiếp là quẩn vô thường ở vô, quẩn vô thường ở ra. Rồi cái khanh là ngũ quẩn thì có năm: một rupa là sắc, hai vedana là thọ, ba là sanya là tưởng, bốn là sankhara là hành, năm là vinyana là thức, còn có năm thọ. Thì khởi đầu như là quán sắc vô thường ở vô, sắc vô thường ở ra. Rồi sắc vô thường là gì? Vô thường gì nó có sanh diệt, sanh hiểu theo tướng lý duyên sanh, diệt hiểu theo lý duyên diệt. Sanh có năm tướng sanh, đó là như là vô minh sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, tư hiệu sanh thì sắc sanh, thì vật thực sanh thì sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Rồi diệt có năm tướng là vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư hiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến dịch là sắc diệt. Như vậy là năm tướng diệt theo lý duyên diệt. Rồi năm pháp sanh, năm tướng sanh, năm tướng diệt nhập lại là quán pháp sanh diệt. Vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt, tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến dịch là sắc diệt. Như vậy là 10 tướng sanh diệt. Cộng chung lại thì sắc quẩn có là 2 chủng tướng sanh diệt: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng tương tự như vậy, chỉ đổi và chi tiết cơ bản giữa như mỗi ngày đã phải nhắc. Như vậy là ngũ quẩn có tới 100 cái tướng sanh và diệt. Ở đây từ sanh, diệt, sanh và diệt giống như trong bài kinh Tứ Định Sử là đoạn tập khởi, đoạn diệt, tập khởi và đoạn diệt cũng quán theo lý duyên sanh như vậy. Thì khi chúng ta tu tập hàng ngày phải học thuộc lòng cho những diễn chi pháp, tìm hiểu ý nghĩa cho rõ ràng, thực tập cho quen, rồi ý thể phát sinh lên mới nhận biết được. Người nói về sự vô thường thì có tới 10 hành tướng về vô thường. Những ngày trước đã giải qua những cái trạng thái anicca vân vân là vô thường. Hôm nay giải thích tiếp cái phần hành tướng vô thường. Hành tướng Pali gọi là karehi, tức là những cái tướng trạng của hành động hay là tạo tác, là những cái trạng thái sanh diệt hay là duyên của các pháp sanh hữu vi, là một trong các 10 hành tướng của vô thường. Chữ a sanh, chữ a sanh, sanh tato là hữu vi. Ở đây chữ hữu vi nghĩa là nó do nhân duyên tạo tác, đã sanh là pháp hữu vi, là phải có cái chi trợ cùng. Đã là pháp hữu vi thì không thể nó đơn độc một mình mà nó sanh lên được đâu, phải nhiều duyên kết hợp, tuyệt chủng duyên hợp thành rồi nó sanh lên và nó diệt. Ở đây chúng ta muốn được hiểu biết điều này thì chúng ta chỉ quan sát trong bản thân của mình hay là của người khác, những nhân vật chung quanh, thì chúng ta gọi là quán nội phần của mình, quán ngoại phần của ngoài thân mình và của chúng sinh khác. Cả nội phần và ngoại phần là cả bên trong lẫn bên ngoài đều thấy rõ ràng các pháp hữu vi, nó không có bình vững, nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nó cứ liên tục như vậy, nên gọi là vô anicca, là vô thường. Nếu mà chúng ta chỉ cho kỹ thì chúng ta sẽ quan sát thấy rõ ràng, như những ngày trước đã nói, những chi pháp giống nhau nhưng ý nghĩa có giải thích từng khía cạnh để hành giả nhận được cái nào dễ nhận, biết được cái nào có thể biết thì sẽ nhận ngay cái đặc tính vô thường anicca. Thì nói về chữ sanh tato là hữu vi, là pháp do duyên tạo tác,
các hành sinh diệt nó như vậy đây. Thì như là trong thân của chúng ta có sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, diệt căn, thân căn, vị căn, ý căn, tâm, còn năm căn trên sắc. Rồi năm căn đó nó sẽ khi nó liên quan tới sáu cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, và pháp, thì nó sẽ sanh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. Sự gặp gỡ của ba này căn cảnh và thức gọi là xúc, và có nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, và ý xúc. Xúc sở sinh thọ, trong sự tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, như là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, hỷ thọ. Những các pháp này nó nương tựa lẫn nhau, và nếu như nó cùng sanh trong một cái tâm đó, như là tâm nhãn thức chẳng hạn, thì vẫn có bảy tâm sở biến hành đồng sanh khởi: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hàng hạng mạng quyền, ý. Thì bảy cái chê thì các hành tâm sở này đồng sanh với cái tâm như là nhãn thức, chất thú viên nhan á, thì chúng hỗ trợ cho nhau. Trong đó là tâm nhãn thức thì gọi là thức quẩn, tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn. Năm tâm sở còn lại như xúc, nhất hành hạng quyền, đặc ý thuộc về hành quẩn. Như vậy là cái tứ trên quẩn này nó hỗ trợ cho nhau, một quẩn trợ cho ba quẩn, ba quẩn trợ cho một quẩn, hai quẩn này trợ cho hai quẩn kia, hai quẩn kia trợ cho hai quẩn nọ, bằng cách là như là nhân duyên, bằng cách là đồng sanh duyên, tức là chúng cùng đồng sanh. Vì tâm sở đối với tâm bốn pháp tứ đồng là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh, nên chúng đồng sanh lúc gọi là đồng sanh duyên. Rồi chúng có sự phối hợp với nhau gọi là tương duyên, tức là hòa hợp như nước với sữa hòa trộn được nhau. Và chúng vì có nương nhau, nương tựa nhau nên gọi là có y duyên. Rồi chúng vì có cái giúp qua giúp lại nên là có tương tế duyên. Chúng phải là sanh khởi đồng thời có mặt nên gọi là hiện hữu duyên, chứ chúng không thể lìa ra gọi là bất ly duyên, vân vân. Đó là những điều kiện, là những duyên đồng sinh trong một cái na tâm, là khana dịch, tức là một cái na tâm, thì vẫn có những duyên hỗ trợ như vậy. Và nếu kể theo chiều dài một dòng hàng lộ trình tâm diễn tiến, thì như một cảnh sắc nên về đập vào mắt, thì bây giờ cái dòng tâm thức bao quanh quan cả chết, tức là cái hữu phật và là hậu kiếp, nó đang trôi chảy bình đẳng như vậy, là một tâm cũ, bắt cảnh cũ trong quá khứ gọi là Atita Bát Quan Cát, là hộ kiếp, là quá khứ vì nó còn bắt cảnh đời trước. Rồi kế đó là cái sắc na, tâm gọi là hộ kiếp, là trung động Bát Quan Cát cho nên nát, là vì cảnh sắc hiện vào nó làm cho cái dao động một sắc na. Rồi sau đó mới tới sắc na là dứt dòng, sau dứt dòng mới tới tâm nhãn thức, vân vân. Thì đây là một cái lộ trình tâm và chắc chắc cái gọi là chích ta quy ti, là lộ trình tâm diễn tiến như vậy. Thì sắc na tâm trước trở sắc na tâm sau, và anantarapatyayo vô nhân duyên sam ya anantarapatyayo đẳng vô nhân duyên, tức là nó không có bị gián đoạn trước đợi cho cái sau, cũng là như vậy, là cũng là duyên, mà nó tuy là vô gián nhưng mà nó vẫn là biến dịch, chứ không phải không biến dịch. Vô gián tức là không có một giữa sự na này với sự na kia, không có một cái nhân thứ ba nhân vào, gọi là vô gián. Còn chúng sanh diệt là gì? Sắc na là diệt rồi, sắc na khi mà sanh lên nên có nát tiếp phát ra vô là vô hữu duyên, hay là quy kết ra phát ra vô là bất ly duyên, là ly cứ duyên.
chúng phải lìa mất diệt thì cái kia mới sinh lên. Như vậy chúng vẫn là có sự hỗ trợ, có duyên, bất gia gia là duyên hay là điều kiện, chứ không phải không điều kiện. Mà pháp nào sinh lên do nhân duyên, do có điều kiện thì nó là vô thường. Còn pháp nào không do duyên trời tạo thì không có vô thường. Panyate là cái niệm hữu danh vô thường, nên panyate là chế định không có anicca vô thường. Niết bàn, niết bàn là pháp bản thể chân thật, paramat tất cả chân thể có thật, nhưng mà không là pháp vô vi a tăng tác, không do duyên tạo tác. Vì không có duyên tạo tác nên không bị vô thường. Như vậy thì cái gì do duyên tạo tác, tức là nó có sanh có diệt, diệt rồi sanh, nên gọi là vô thường. Khi nào hành giả theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, thấy hơi thở vô, hơi thở ra bình thường không để ý, nhưng khi để ý quan sát thì thấy chính nó là hữu vi. Nên hô thế nào là hữu vi? Vì nó duyên tạo tác. Hơi thở vô, hơi thở ra, nếu như không có cây gió thì thở vô, thở ra cũng khó, thì cũng không có hơi thở. Mà nếu không có đất, tức là cái lỗ mũi da thì cũng không thể thở. Rồi cũng vẫn có nước, tức là như máu mũ chung quanh trong lỗ mũi, là lửa ấm nóng, người còn sống còn tồn tại, còn chất lửa tê trôi là chất nóng, thì có thể thở vô thở ra. Như vậy thấy phải cho gia đại là đất, thủy đại là nước, quả đại là lửa, không đại là gió. Rồi cái lỗ mũi đó phải là trống, chứ không thể là bít được. Nếu lỗ mũi bị bít thì thở vô đó không được. Như vậy là nó vẫn có cái không đại. Rồi cái tâm hơi thở vô ra do tâm điều khiển, do tâm dục giới điều khiển. Như vậy phải thức lại. Đó, như vậy thấy đúng là hơi thở, thở vô, thở ra. Như vậy nó thuộc về hữu vi, nên nó vô thường. Thở vô rồi phải thở ra, thở ra rồi phải thở vô, không thể nào mà dừng lại. Như vậy mới thấy nó là thường, là vô thường. Khi nào hành giả quan sát thấy cái ngũ uẩn như vậy, nó là vô thường, bởi nó có hành tướng sanh khát tắc khăn sanh khát tắc tô là hữu vi như thật. Như vậy thì là đắc cái tùy thuận thuận thân nhẫn anulo căn, là cái trí thuận thứ lưu, tức là một trong bốn tâm thiện dục giới hợp trí, quan sát thấy rõ nó hành tướng như vậy, gọi là đắc tùy thuận thân nhẫn. Mà một vị đạt được tùy thuận nhẫn rồi, có thể chờ đợi là khi quán thấy vô thường là pháp tịch diệt, tắt dứt ngũ uẩn, nên niết bàn gọi là a sanh cả tắc là vô vi, chứ không phải ngũ uẩn hữu vi. Thì đưa đến cái sự nhận thấy, quán sát thấy như vậy, đưa đến cái sammataniyama chánh tánh cố định, tức là tâm đạo mắt cái chít tắc. Sau tâm đạo thì sẽ có tâm quả là chít tắc. Đó là định gì lực tự nhiên để đắc đạo thì đắc quả, và akaliko không có xe hở thì giờ nhất phải có như vậy. Thì đây là cái đại ý thiếu như vậy. Giải thích tiên nên biết rằng hành giả sau khi đắc cái tùy thuận nhẫn anulo căn thì với lúc đó nếu đầy đủ duyên lành thì mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng là hữu vi, trí sanh khởi do ý nghĩa biết được hành tướng hữu vi, tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn cùng diện hành tướng hữu vi, minh sanh khởi do ý nghĩa
là thông đạt cả ngũ uẩn là pháp chơn thế hữu vi, nên nó có cái trạng thái cơ là sanh diệt, nên mới là sanh tô niết bàn, hoặc là pháp diệt không do duyên cho tạo nên niết bàn sanh khả pháp là vô vi. Quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chiếu rực sáng lên, soi rọi rõ ràng thấy từng chi tiết của các pháp chân đế, là ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà pháp hữu vi thì có tướng, vô vi thì không có tướng, mà có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Có già chết thì có sầu phi khổ u não. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi liên tục là như vậy. Đó là các pháp hành hay là hữu vi. Và với ai có sự chấp thủ năm quẩn thì sẽ có dao động, có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì sẽ có nên là đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô trung. Còn đối với những vị nào khi quan sát thấy là không có chấp thủ năm quẩn thì sẽ không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời, tức là tục sinh một kiếp tử. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Thì nhờ quán giữa có cái giảng cảnh trí là phân biệt giữa pháp hữu vi vô vi, như vậy hành giả mới giác ngộ chứng thật và giải thoát cứu cánh để niết bàn là đối tượng. Đây là lời giải thích về hành tướng Sankhatato là hữu vi, là một trong 10 cái hành tướng của vô thường. Cái là như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà.